Tại tỉnh Long An, đối với những người dân dùng hạn mặn, sự khắc nghiệt của thời tiết đang được làm dịu mát phần nào bởi những chuyến xe không đồng chở nước sạch sinh hoạt của các tổ chức mạnh thường quân. Quyện Cần Dục là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn mặn. Quyện có 5 trên 7 xã vùng hạ chịu ảnh hưởng thiếu nước cục bộ, gồm Phước Vĩnh Đông, Tân Tập, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Tây và Phước Lại. Quyện đã tổ chức 62 điểm tập trung tiếp nhận và cấp nước miễn phí cho người dân. Tính đến ngày 24 tháng 4 đã cấp hơn 23.000 khối nước sinh hoạt, hơn 48.000 bình nước lọc và gần 2.000 lốc nước uống. Tình hình nước sinh hoạt cho người dân tạm ổn định. Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước cho 2 xã Tân Tập, Phước Chính Đông khoảng 9.000 lít nước sạch và hơn 7.200 lít nước sinh hoạt. Từ mười mấy 20 Tết nay là không có nước để xài luôn. Không có nước thì bơm nước ao lên xài. Trời, hôm nay là nhờ nước hỗ trợ. Nhờ cung cấp nước uống, không thì đâu có tiền đâu để đổi. Nghĩa tình của người dân tại các nơi hướng về miền hạ như dòng nước ngọt giúp hạ nhiệt cơn khát giữa vùng hạn mặn và tiếp thêm động lực tinh thần để mỗi gia đình vững tâm vượt qua thời điểm khó khăn.